Lê Minh xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của chúng tôi. Rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau những câu chuyện nóng hổi trên toàn thế giới. Mong rằng quý vị tiếp tục bấm like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng có những thông tin cập nhật thật nhanh gọn, nóng hổi và xác đáng cũng như là trung thực đến cho mọi người. Và nếu như âm thanh hình ảnh đã ok rồi thì quý vị hãy bấm like để báo hiệu cho chúng tôi biết và comment là mọi thứ đã ổn thì chúng ta sẽ đi vào chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau tình hình tại chiến trường Ukraine với những diễn biến mà nói chung là cũng rất là nóng hổi ở cả là mặt trận Kursk lẫn là các cái khu vực mà hậu tuyến của cả đôi bên. Khu vực hậu tuyến của cả đôi bên thì thực sự là nó cũng có rất là nhiều diễn biến phức tạp. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về một cái cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào một cái cơ sở lưu trữ tên lửa và đạn dược của Nga gần Toropets của tỉnh Tver vào ngày 18 tháng 9. Câu chuyện này thì ngày hôm nay thì bắt đầu nó có thêm một số cái diễn biến mới và người ta bắt đầu đánh giá được cái thiệt hại của cái trận chiến này. Thưa quý vị, là trận chiến này nó đã gây ra một cái sự chấn động rất lớn. Thực sự là như vậy. Một cái trận chiến mà gây ra một cái vụ nổ cực kỳ lớn. Reuters, rất nhiều hãng tin họ đều đã đưa cái thông tin về cái vụ này. Và hôm nay bắt đầu chúng ta có là những cái hình ảnh mà sắc nét rõ ràng về cái vụ nổ này. Người Nga thì trước đó tuyên bố rằng là cái vụ này là do cái mảnh vỡ của UAV rơi và khiến phát nổ cái khu vực đó. Thế nhưng nhìn những cái hình ảnh mà chúng ta có được cho đến lúc này thì thấy rằng đây không chỉ đơn giản là mảnh vỡ UAV đâu, mà tôi đồ rằng là có một cái sự tấn công rất mạnh. Một cái đám mây hình khói, một cái đám mây hình nấm đã bốc lên. Đây là cái khu vực mà kho chứa đạn dược của Nga. Và cái đám mây hình nấm đó thì nó khiến cho người ta liên tưởng tới một cái trận mà như là vũ khí hạt nhân vậy. Khung cảnh xung quanh cái vụ nổ đó thì đang rất là ghê gớm. Và có cả những cái bức ảnh vệ tinh trước khi mà cái vụ nổ diễn ra. Khói lửa nó vẫn đang bốc lên. Nguồn tin của các cái cơ quan đặc biệt Ukraine nói với hãng tin Suspine của họ rằng là các cái UAV từ lực lượng an ninh Ukraine SBU, Tổng cục Tình báo và lực lượng tác chiến đặc biệt của họ SSO đã tấn công cái kho vũ khí số 107 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga tại Toropets, tỉnh Tver. Các nguồn tin của báo chí Ukraine thì họ nói rằng là cơ sở này lưu trữ tên lửa Iskander, tên lửa tốc cao, tên lửa phòng không và đạn pháo, và đã có những cái vụ nổ thứ cấp rất đáng là chú ý diễn ra. Những vụ nổ thứ cấp diễn ra. Các lực lượng Nga được cho là cũng đã lưu trữ đạn dược và các hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, tên lửa phòng không S-300, S-400, tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên tại cơ sở này. Nhiều cột khói lớn nó đã bốc lên trên cơ sở này và hình ảnh vệ tinh nó cho thấy những cái thiệt hại đáng kể ở các cái tòa nhà phía nam của cái cơ sở này. Các blogger quân sự Nga được dịp này họ cũng bắt đầu chỉ trích, họ nói rằng là các cái Bộ Quốc phòng Nga đã rất là chủ quan khi mà xây dựng và bảo vệ cái cơ sở này một cách rất là chủ quan như vậy. Xử lý một cách rất là nghiệp dư các cái kho dự trữ tên lửa và đạn pháo tại nơi đây. Các blogger quân sự đã cáo buộc là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga đã bị bắt là tướng quân đội Dmitry Bulgakov đã tham gia vào hoạt động tham nhũng dẫn đến cái việc là chất lượng xây dựng kém tại cơ sở này. Và nó khiến cho là có cái vụ nổ ghê gớm như vậy. Đây là một trong những vụ nổ mà cũng rất là đáng chú ý. Nó diễn ra trong bối cảnh là quân đội Ukraine cũng đang tấn công rất mạnh vào bên trong lãnh thổ Nga. Và nó diễn ra trong bối cảnh mà phương Tây cũng đang cố gắng là đi đến một cái thống nhất rằng là cho Ukraine được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của họ. Hiện tại thì có một số nước đã cho phép rồi. Hoặc là ngầm cho phép, hoặc là chính thức cho phép.
Ví dụ như Anh chẳng hạn là họ đã cho phép rồi đấy. Cho phép Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow để mà tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga rồi đấy. Còn Mỹ thì họ vẫn đang rất là cân nhắc và họ cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ mới chỉ là các UAV tấn công thôi đấy, mà các kho đạn dược đó nó đã bị khủng hoảng như thế rồi. Nếu sau này mà là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tấn công thì nó còn khủng khiếp như nào nữa. Chúng ta cứ lấy cái bài học tại bán đảo Crimea thì sẽ thấy rằng là khi mà Ukraine được dùng vũ khí một cách thoải mái thì họ cũng đã gây ra rất nhiều sự khó chịu cho quân đội Nga. Ví dụ như tôi lấy cái bài học tại Crimea chẳng hạn, khi mà Ukraine được dùng tên lửa một cách thoải mái tại Crimea, cái vùng đất mà phương Tây vẫn cho là Nga sáp nhập trái phép, thì Ukraine họ đã dùng nào là tên lửa Storm Shadow, đúng không ạ, nào là tên lửa của lục quân Mỹ ATACMS để mà tấn công, và thậm chí là họ còn đánh thẳng vào bến tàu khiến một cái tàu ngầm của Nga là bị thương nữa. Nó cho thấy rằng là một khi mà được cởi trói về vũ khí thì không biết được là Ukraine sẽ làm được những gì đâu. Bây giờ vì chưa cởi được cái rào cản vũ khí đó cho nên là họ vẫn đang dùng các UAV của mình. Những UAV này thì tốc độ tấn công nó chậm và họ phải dùng rất nhiều UAV cùng lúc tấn công theo kiểu bầy đàn thì mới thành công được. Nhưng mà sản xuất ra những UAV này thì cũng mất nhiều công sức, và nói chung là với một cái nền quốc phòng mà bị tàn phá nặng nề như Ukraine thì cái điều đó đôi lúc là cũng không đáp ứng được. Nếu được dùng tên lửa của phương Tây viện trợ thì nó sẽ dễ dàng cho họ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga hơn. Và cái việc mà Ukraine được cởi trói nó sẽ khiến cho chiến tranh ngày càng ác liệt hơn. Đương nhiên là nó sẽ gây ra khó khăn cho Tổng thống Putin và lực lượng quân đội Nga, nhưng nó cũng tiềm ẩn một nguy cơ là khiến cuộc xung đột này sẽ leo thang hơn đáng kể. Một khi mà phương Tây và đặc biệt là Mỹ là cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa để mà tấn công vào lãnh thổ Nga ấy, thì nó cũng gần như tương tự là phương Tây mà tuyên chiến với Nga vậy. Điện Kremlin thì suốt ngày nói về cái lằn ranh đỏ và nói rằng là nếu như phương Tây mà cho phép Ukraine làm cái điều đó thì rõ ràng là đã chạm đến cái lằn ranh đỏ cuối cùng để mà họ dùng vũ khí hạt nhân. Họ ám chỉ rất nhiều lần rồi, nói gần nói xa đều có hết, tiếng bấc ném đi, tiếng chỉ ném lại, nói chung là không thiếu. Những vấn đề ở đây bây giờ là Ukraine nói rằng là nếu như không cho phép họ làm như vậy thì họ không thể đánh quân Nga được. Phương Tây cũng chịu nhiều áp lực, kể cả là Mỹ cũng chịu nhiều áp lực. Nên nhớ là chiến trường Ukraine đó là một cái mặt trận mà thực ra nó là cái sự đối đầu giữa Nga và NATO. Thực sự khách quan nhất có thể mà nói, đúng không ạ, là cái sàn diễn, sàn đấu của Nga và NATO. Nếu như NATO muốn Ukraine là chiến thắng Nga, qua đó là làm Nga suy yếu và có được lợi thế chiến lược về địa chính trị tại châu Âu, thì họ sẽ phải chấp nhận cái việc là Ukraine là nhiều lúc là phải được chơi một cách song phẳng và thoải mái hơn. Ví dụ như việc là dùng tên lửa tầm xa tấn công vào đất Nga, vào những cái mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, triệt tiêu cái khả năng mà quân sự của Nga từ trong trứng nước. Nhưng vấn đề nó phức tạp ở chỗ là Nga có cái kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cho nên là phương Tây vẫn đang e ngại cái điều đó. Nên nhớ là châu Âu còn đang nhờ vào cái ô hạt nhân của Mỹ. Chỉ có Anh và Pháp là những nước mà có vài trăm đầu đạn hạt nhân thôi. Còn lại là hầu như là đều nhờ vào cái ô mà hạt nhân của Mỹ. Cho nên thực ra cái cuộc đối đầu giữa NATO và Nga lại là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga. Bởi vì Mỹ vẫn là lá cờ đầu của NATO trong cái việc là viện trợ Ukraine, cũng như là cái việc mà tạo ra một cái sự cạnh tranh địa chính trị tại châu Âu. Đó, câu chuyện phân tích ra thì nó loằng ngoằng và nó phức tạp như vậy đấy quý vị. Nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện là Anh cho tôi phép tấn công vào đất của ông Nga đi, không phải chuyện đấy. Người ta phải cân nhắc rất nhiều vấn đề thưa quý vị. Thế nhưng mà khách quan mà nói thì các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hậu cần phía sau hậu tuyến của Nga, bên trong nước Nga, thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực lớn hơn cho quân đội Nga. Bên cạnh cái việc là phá hủy riêng lẻ các kho đạn dược và cơ sở hậu cần. Các cuộc tấn công của Ukraine, theo lời của báo chí, thì nó đang làm suy yếu khả năng tiến hành các cái cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Nga vào nước này. Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng HIMARS vào các kho đạn dược của Nga trên khắp cái vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vào mùa hè năm 2022. Và điều đó đã khiến Nga phải phân tán các cơ sở lưu trữ đạn dược và
qua đó làm giảm cái hiệu quả hậu cần của Nga tại thời điểm đó. Các cuộc tấn công liên tiếp vào các kho đạn dược bên trong nước Nga thì nó gây ra mức độ thiệt hại tương tự như là cuộc tấn công ở Toropets, và nó sẽ có thể buộc chỉ huy quân đội Nga phải đưa ra quyết định tương tự để mà tổ chức và phân tán các cái hệ thống hỗ trợ hậu cần bên trong nước Nga để giảm thiểu hoạt động tấn công như vậy. Và vấn đề đặt ra đó là Nga có thể sẽ không thể giải quyết được các lỗ hổng tại nhiều cơ sở hậu cần bên trong nước này do cái không gian ẩn náu mà các cái hạn chế với việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây cung cấp đã tạo ra. Mặc dù là cái cơ sở Toropets này nó không nằm trong tầm bắn của các hệ thống vũ khí phương Tây, nhưng mà không thể mãi mãi mà cứ đi lùi lùi như vậy được, đúng không ạ? Chúng ta biết là với cái sự tự tôn của mình thì có lẽ là Nga họ không bao giờ lùi mãi như vậy được. Họ sẵn sàng là khi bị đẩy đến một cái ranh giới mà họ gọi là lằn ranh đỏ đấy, họ sẵn sàng có thể là làm ra nhiều câu chuyện khác mà chúng ta chưa biết được. Có cả cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân ở đó. Việc mà phương Tây dỡ hạn chế với các cái việc mà tấn công tầm xa như này ấy, thì nó sẽ khiến cho khả năng tấn công tầm xa của Ukraine phát triển liên tục và cho phép họ khai thác hiệu quả hơn các điểm yếu như vậy của Nga. Các cuộc tấn công vào kho đạn dược, nó đã phá hủy một phần quan trọng kho dự trữ đạn dược và thiết bị của Nga. Và nó cũng tác động đến các hoạt động tấn công trên khắp chiến trường, vì Nga gặp khó khăn về hậu cần. Như tôi đã chia sẻ, đáng ra là ví dụ như là Nga có thể là bố trí các cái cơ sở quân sự nó nằm gần những cái vùng mà chiến sự hơn, thì bây giờ họ đang phải phân tán ra đằng sau rất là nhiều, đúng không ạ? Họ đang phải phân tán ra rất nhiều ở đằng sau hậu tuyến. Các cái trung tâm chỉ huy của họ cũng đang phải phân tán đi rất là xa. Chúng ta có thể nhìn thấy trên bản đồ là các trung tâm chỉ huy của họ phân tán xa ra ngoài biên giới Ukraine. Ở các vùng chiếm đóng thì họ cũng phải đặt ở đằng sau hậu tuyến, không dám đặt gần chiến trường. Các cơ sở mà tiếp viện hậu cần cũng phải là nằm ở phía mà sau hậu tuyến. Điều này cho thấy một điều là quân đội Nga chưa có cái năng lực để mà đối phó được với cái khả năng tấn công của Ukraine một khi mà họ được cởi trói. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là những cái cuộc tấn công của Ukraine đang mang lại những cái sự đau đầu cho ông Putin. Đó là một cái sự đau đầu không hề dễ mà để chữa được. Trong khi đó thì tình hình trên khắp chiến trường cũng đang thay đổi liên tục, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hãy nhìn lên trên bản đồ giao tranh thì sẽ thấy rất nhiều khu vực là đang có những cái bước tiến của cả đôi bên. Khu vực Torres và khu vực ở Poprovsk, quân Nga vẫn đang tấn công rất là mạnh theo rất nhiều hướng. Họ vẫn đang muốn là vây ép quân đội Ukraine từ ba phía và cắt đứt cái tuyến hậu cần của Ukraine tại đây. Dịch lên một chút ở cái khu vực Luhansk ở trên này thì cũng thấy rất nhiều cái đợt tấn công xung kích của quân đội Nga. Hình ảnh những cái mũi tên là những cái đợt tấn công của quân đội Nga. Họ vẫn đang đánh trên khắp mặt trận. Cuộc tấn công tại Chasivya cũng là một điểm nóng rất đáng kể tại đây. Chasivya cũng là một cái nơi mà chúng ta thấy rằng là đang rất là nguy ngập, một trong những cái vùng mà khiến cho quân đội Ukraine phải là phòng ngự rất là kín kẽ tại đây. Nếu như không muốn nói rằng là họ phải huy động toàn bộ là binh lực, những binh lực dự bị ở Chasivya này. Thực sự mà nói với quý vị rằng là đây là một cái vùng vô cùng là trọng yếu. Chasivya là một cái nơi mà gần Bakhmut và cũng đang có rất là nhiều giao tranh ở đó. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là ở trên chiến trường ấy, cái khu vực mà tấn công cũng rất là mạnh mẽ của Nga nữa là nằm ở khu vực mà Makivka. Makivka cũng là một cái địa điểm mà người Nga rất muốn chiếm được.
Makivka. Cuộc chiến tại Kursk cũng đang diễn ra một cách rất là căng thẳng. Ở trên bản đồ chúng ta có thể thấy rằng là Kursk là một trong những cái vùng mà quân đội Ukraine vẫn đang tập kích và tấn công liên tục. Vùng Kursk này nó là một cái khu vực mà người Nga đang rất đau đầu với những cái đợt tấn công của Ukraine tại đây. Những đợt xung kích và những cái đợt mà chiếm đóng lãnh thổ rất là ghê gớm, thưa quý vị. Hãy cùng xem một cái bản đồ chi tiết của vùng Kursk. Nó cho thấy là quân đội Nga đang cố gắng tấn công ở phía tây bắc của Kursk và Ukraine thì vẫn đang là giành giật với quân Nga từng tấc đất tại đây. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Ukraine tại khu vực Kursk cho biết là cuộc phản công Nga của Nga tại Kursk để chiếm lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã bị chặn lại. Và cái tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi mà Moscow phát động cuộc phản công vào sườn phía tây của quân đội Ukraine tại khu vực của Nga. Phía Ukraine nói rằng là tình hình đã ổn định và hiện nay mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và Nga đã không thể thành công. Ukraine chỉ thừa nhận là Nga đạt được một số bước tiến nhỏ tại khu vực này. Trong khi đó thì Nga tuyên bố là họ đã giành được 10 khu định cư chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc phản công. Trên các cái bản đồ của các cái tổ chức nghiên cứu và độc lập thì chúng ta thấy rằng là quân Nga cũng đang ghi nhận được cái đà tiến ở khu vực Tây Bắc của cái khu vực lãnh thổ mà Ukraine đang giành được của Nga ở Kursk. Và trận chiến cũng đang diễn ra vô cùng căng thẳng tại Snagos và Viktorovka. Cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk vẫn đang diễn ra rất là gay cấn. Không chỉ tại khu vực Kursk là cái khu vực lớn nhất mà Ukraine giành được của Nga, mà ở ngoài cái khu vực đó, ví dụ như là tại Tetkino và Novoput, thì Ukraine cũng đang bắt đầu có những cái cuộc tấn công. Tuần trước thì họ đã tiến công xuyên biên giới về phía tây các vị trí chính của họ tại các quận là Khoronevsky và Suzansky. Cụ thể là ở quận Gluskovsky gần Novoput ở phía nam và Tetkino ở phía tây. Hai khu vực mà Ukraine đã bắt đầu là tấn công mạnh. Có nghĩa là cùng lúc là Nga phản công thì Ukraine cũng lại tấn công. Đây là một cái chiến trường rất là phức tạp. Nhiều lúc chưa thể nói trước được điều gì, thưa quý vị. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW thì họ có đưa ra một cái nhận định cũng khá khách quan. Họ nói rằng là bất chấp các cuộc tấn công trên bộ gần đây của cả Ukraine lẫn là Nga thì không bên nào đạt được tiến triển xác nhận trong 24 giờ qua. Trong một diễn biến khác thì máy bay phản lực Mirage 2000 của Pháp có thể là sẽ tấn công vào các mục tiêu của Nga. Mirage 2000 là một trong những cái máy bay mà Pháp viện trợ cho Ukraine, thưa quý vị. Nó sẽ tấn công các mục tiêu trên mặt đất, chuẩn bị ra trận. Hãng truyền thông Pháp Sud-Ouest ngày 18 tháng 9 họ đưa tin rằng là máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp dành cho Ukraine sẽ được cải tiến để có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất, dạng như kiểu cường kích đấy. Mirage 2000 nó là một cái máy bay đa năng và nó thiết kế vào những năm 70, ra mắt vào những năm 80. Nó có hệ thống radar, cái phiên bản Mirage 2005 thì có hệ thống radar được nâng cấp và mang thêm các thùng nhiên liệu giúp tăng tầm bay, vân vân. Và nó là cái máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, cùng hạng với máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Nghĩa là Pháp đã viện trợ cho Ukraine Mirage 2000. Pháp cũng sẽ hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine. Và cái phiên bản Mirage 2005 này thì nó sẽ được tung ra chiến trường trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là vừa có chiếc F-16 đầu tiên là bị hạ. Đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là một trong những cái mà người ta chú ý nhiều mà phương Tây viện trợ máy bay cho Ukraine, người ta cứ chú ý đến F-16 thôi. Nhưng mà thực sự F-16 nó cũng chỉ là một cái máy bay thế hệ thứ tư thôi. Không phải là nó là vô địch. Đấy, chúng ta phải biết như vậy. Nó cũng là một trong nhiều cái máy bay thế hệ thứ tư thôi.
Ngoài F-16 ra thì còn nhiều các loại khác. Ví dụ như Mirage 2000 này cũng là một cái máy bay mà có thể là Ukraine sẽ dùng được và nó sẽ ít bị chú ý hơn F-16. Ukraine thì muốn xin thêm các loại máy bay thế hệ thứ tư, Mirage 2000 hay là F-16, để mà có thể là làm chủ được không phận và phòng ngự trước các cuộc tấn công của Nga. Pháp thì nói rằng là chỉ có một cái số lượng không mà xác định cái Mirage 2000 này đến Ukraine. Nên tôi nghĩ là nó cũng phải rơi vào một phi đội đấy. Một phi đội cũng phải chục cái, ít nhất là như vậy. Chứ chúng ta hãy chờ xem là khi nào Mirage 2000 sẽ ra trận. Còn trong khi đó thì ông Zelensky cho biết là kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng. Tối ngày 18 tháng 9 thì Tổng thống Ukraine nói rằng các điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà họ muốn trình bày với Mỹ đều đã được hoàn thiện. Và ông ấy đã có kế hoạch thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Dù là không tiết lộ các chi tiết, nhưng mà trước đó thì ông Zelensky đã nói rằng là kế hoạch này bao gồm 4 điểm chính và điểm thứ 5 nó liên quan đến tình hình hậu chiến, tập trung vào an ninh và vị thế địa chính trị của Ukraine, viện trợ quân sự nước ngoài với quyền tự do sử dụng mà không bị hạn chế và hỗ trợ kinh tế. Đó, nhấn mạnh vào cái gọi là quyền tự do sử dụng mà không bị hạn chế. Quý vị hãy nhớ đấy cái điều đó. Có nghĩa là Ukraine họ muốn rằng là bây giờ Mỹ và phương Tây các ông cung cấp vũ khí cho chúng tôi đi. Nhưng cung cấp nhưng mà đừng có kèm theo cái điều khoản gì hết. Đừng có bảo là chúng tôi không được tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine cho biết là cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk khiến một phần lãnh thổ Nga nằm dưới sự kiểm soát Kyiv là một phần của cái chiến lược này. Và ông ấy cũng khẳng định là không có thể có bất kỳ giải pháp thay thế nào cho hòa bình. Không có việc đóng băng chiến tranh hay bất kỳ sự thao túng nào có thể trì hoãn hành động xâm lược của Nga sang giai đoạn sau. Mỹ thì đánh giá là họ đã nắm được các yếu tố trong chiến lược của ông Zelensky và bày tỏ rằng là nó có thể sẽ có hiệu quả. Và theo một số cái quan chức mà trong chính quyền Ukraine họ tiết lộ rằng là cái kế hoạch này nó không có hề bao hàm cái việc là nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Có nghĩa là cũng không thể tính đến cái phương án mà nhượng bộ lãnh thổ để đóng băng xung đột, vân vân. Cho nên là chúng ta thấy cuộc chiến này vẫn ngày càng đi vào những cái vết xe đổ. Thực sự, nó đi vào nhiều vết xe đổ của nhiều cuộc chiến trong quá khứ. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rồi, bất kỳ cuộc chiến nào, mở đầu thì cũng rất dễ dàng thôi. Nhưng mà kết thúc thì lại quá khó khăn. Khi mà đôi bên đã có một cái thời gian mà thù địch nhau như vậy, để họ ngồi lại dưới bàn đàm phán, dưới một cái sự trung gian của bất kỳ bên nào cũng là điều không hề dễ dàng. Từ đầu cuộc chiến đến giờ, chúng ta thấy rằng nỗ lực mà vãn hồi hòa bình là đều thất bại hết. Chưa có một nỗ lực nào thành công hết. Và điều đó nói lên cái tính chất căng thẳng và cái tính chất mà không thể khoan nhượng trong cái mối quan hệ này. Gần đây thì quân đội Nga đã tăng quy mô lên 1,5 triệu người theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, một sắc lệnh mới. Và Tổng thống Putin có lẽ là cũng đã tính đến cái phương án là sẽ có một cái sự xung đột với lại cả NATO trong tương lai. Vì cuộc chiến Ukraine này nó không khác gì một cái mồi lửa cả. Bây giờ chẳng qua cả đôi bên NATO và Nga họ vẫn chưa lao vào nhau bởi vì họ vẫn còn cân nhắc nhiều cái câu chuyện về lợi ích chính trị, lợi ích chiến lược, địa chiến lược và kể cả cái vũ khí hạt nhân của nhau nữa thôi. Còn thực sự mà nói bây giờ quan hệ giữa NATO và Nga nó là thù địch. Chứ nó không phải là một cái quan hệ bình thường nữa đâu. Ví dụ như là quan hệ thân thiết thì là đồng minh đúng không ạ? Quan hệ bình thường nghĩa là tôi không chơi với ông thì tôi cũng không phải là thù của ông. Nhưng bây giờ thì quan hệ của NATO và Nga nó là thù địch rồi, có thể nói là như vậy. Sắc lệnh của ông Putin đã ký tăng quân đội chiến đấu lên 1,5 triệu người. Và Điện Kremlin nói rằng đó là cái sắc lệnh để đối phó với các mối đe dọa dọc biên giới. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov, hôm 17 tháng 9 đã cho biết là quyết định được thúc đẩy bởi các mối đe dọa đang hiện diện dọc biên giới Nga, môi trường cực kỳ thù địch ở biên giới phía Tây và tình trạng bất ổn ở biên giới phía Đông đòi hỏi những biện pháp phù hợp. Môi trường thù địch ở phía Tây thì có lẽ là muốn ám chỉ đến NATO, còn bất ổn ở phía Đông thì có lẽ là muốn nói về cái câu chuyện mà Ukraine tấn công vào biên giới Nga. Có nghĩa là sắc lệnh này thì nó để mà có thể là giải quyết hai vấn đề. Một, đó là cái sự mở rộng của NATO khi mà Phần Lan và Thụy Điển đã gia nhập. Và hai,
là đối phó với những cuộc xâm nhập tấn công của Ukraine vào biên giới. Chúng ta đã từng nói đến cái sắc lệnh này của ông Putin rồi. Nếu gồm cả những người mà không đảm nhiệm vai trò chiến đấu thì lực lượng vũ trang Nga nó sẽ có tổng cộng là 2,4 triệu quân nhân. Còn binh sĩ mà trực tiếp chiến đấu thì nó là 1,5 triệu. Và đây chính là đội quân lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Trung Quốc là có khoảng 2 triệu quân nhân trực chiến. Còn Nga thì 1,5 triệu. Thậm chí vượt qua cả Mỹ và Ấn Độ rồi. Tôi nghĩ một trong những cái điều mà thúc đẩy Nga mà tăng quân số chính là cái việc mà NATO đang ngày càng mở rộng. Và thứ hai là cái sự khó khăn trên chiến trường Ukraine. Tăng quân số thì chắc chắn là sẽ mang quân đến chiến trường rồi. Sẽ mang thêm quân đến chiến trường. Nhìn vào bản đồ chúng ta thấy là Nga có rất nhiều biên giới chung với các nước như Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Belarus. Belarus thì không nói rồi. Belarus là một cái đồng minh thì không nói rồi. Ukraine này. Rồi phía đông thì có là Mông Cổ, Kazakhstan hay Trung Quốc, Nhật Bản. Khi mà nói đến cái sự gọi là bất ổn ở phía đông thì họ cũng ngầm ám chỉ cả Nhật Bản nữa. Bất ổn biên giới phía đông cũng ngầm ám chỉ đến cả Nhật Bản nữa. Bởi vì Nhật Bản và Nga vẫn đang tranh chấp cái quần đảo Kurin. Nhìn bản đồ lớn thì có thể thấy là Nga đối diện với rất nhiều kẻ thù. Nhật Bản là một. Ukraine là hai. Ba nước Baltic, Estonia, Latvia, Litva là ba. Phần Lan là bốn. Đây là bốn cái nước mà hoàn toàn có thể là uy hiếp Nga. Bốn nước hoàn toàn có thể uy hiếp Nga và cũng không ưa gì Nga. Nói chung là bốn nước thù địch, bốn nước hàng xóm thì thù địch. Trong đó Ukraine này đang có chiến tranh trực tiếp với Nga rồi. Hiện tại ở phía đông, Nga có nói về tình trạng bất ổn biên giới. Đó là cái câu chuyện mà Nhật Bản đang quân sự hóa và đang tăng ngân sách quốc phòng rất là lớn trong những năm tới đây. Và hiện tại thì Nhật Bản cũng đang phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với Mỹ và Hàn Quốc ở phía đông. Ở cái khu vực. Thưa quý vị, đã hơn một năm kể từ khi Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO, động thái này cho thấy quốc gia có đường biên giới dài nhất với Nga trong liên minh hiểu được tầm quan trọng của các liên minh quốc tế trong việc chống lại các hành động của Moscow. Để đáp trả lại, Nga đã tăng cường hoạt động dọc theo biên giới Nga-Phần Lan. Điều này bao gồm việc sáp nhập hạm đội phương Bắc vào quân khu Leningrad và triển khai các đơn vị quân đội mới ở phía Bắc, hơn nữa vào tháng 9 năm 2024. Người ta biết rằng nhóm trinh sát tấn công và phá hoại Rurik sẽ bảo vệ biên giới cùng với FSB. Rurik là một tổ chức quân sự tân phát xít của Nga, được biết đến vì vi phạm tội ác chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine kể từ năm 2014. Các thủ lĩnh của nhóm đã bị Hoa Kỳ và EU trừng phạt vì tàn ác cực độ trong cuộc giao tranh ở khu vực Kharkiv của Ukraine và liên quan đến sự tham gia của nhóm tân phát xít này với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Tuy nhiên, vào thời điểm này, việc quân đội của Điện Kremlin đã bị suy yếu đáng kể do cuộc chiến ở Ukraine. Sự hiện diện của lực lượng lục quân Nga trên bán đảo Kola đã giảm 80%. Nga đã di chuyển hầu hết lực lượng quân sự tập trung ở biên giới với Phần Lan vào Ukraine. Hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy các căn cứ quân sự của Nga đang trống rỗng. Bây giờ, các nước châu Âu dẫn đầu là Phần Lan, có thể đặt câu hỏi khi nào và trong điều kiện nào các căn cứ quân sự này sẽ lại được lấp đầy bằng quân nhân và vũ khí, và nếu họ làm vậy, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với châu Âu? Theo YLE, cơ quan tình báo Phần Lan ước tính rằng Nga sẽ cần 3-5 năm để khôi phục khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang sau chiến tranh ở Ukraine. Mặc dù có đường biên giới dài nhất với Nga trong số các quốc gia thành viên NATO, Phần Lan vẫn chưa có lực lượng lục quân tiền phương FLF của NATO đồn trú thường trực tại quốc gia này. Các quốc gia đàm phán đang được tiến hành để xác định quân đội nào sẽ đến Phần Lan. Thụy Điển đang thảo luận về khả năng gửi quân đội của mình đến các đơn vị đa quốc gia của NATO để triển khai để bảo vệ Lapland của Phần Lan ở phía Bắc. Helsinki và Washington đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Phần Lan sẽ mở 15 cơ sở quân sự của mình để các lực lượng Hoa Kỳ có thể sử dụng, có khả năng bao gồm cả việc triển khai tại quốc gia này. Phần Lan cũng sẽ có một trụ sở quản lý việc phòng thủ của các nước Bắc Âu và hợp tác với Bộ Tư lệnh tác chiến chung của Hoa Kỳ. Theo phân tích của Cục Tình báo Đức, Điện Kremlin có thể tăng gấp đôi sức mạnh quân sự trong 5 năm tới và có khả năng tấn công các nước NATO vào năm 2026. Theo Business Insider, một báo cáo tình báo Đức tuyên bố rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với phương Tây, bằng chứng là việc tái cấu trúc quân đội Nga và triển khai các hệ thống hỏa tiễn ở phía Tây đất nước. Rõ ràng là chừng nào Ukraine còn tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga, hòa bình sẽ tiếp tục ngự trị ở EU, sẽ mất hàng chục năm để xây dựng lại quân đội Nga nếu Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ngược lại, nếu cuộc chiến bị đóng băng, Điện Kremlin sẽ có thể phục hồi những tổn thất của mình trong những năm tới.
không có bất kỳ quốc gia nào ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tự mình chống lại Nga. Bất chấp những thành công và sự tận tụy của lực lượng phòng vệ Ukraine, thất bại của Kyiv chỉ là vấn đề thời gian nếu không có sự hỗ trợ quân sự nhất quán. Khi đó câu hỏi sẽ là Điện Kim Linh nhắm đến quốc gia nào tiếp theo. Do đó, bằng cách đầu tư vào việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, phương Tây cũng đang đầu tư vào an ninh cho chính mình. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Estonia cho biết trong tuần tới, người Nga sẽ cảm nhận được ở mặt trận về việc mất một lượng lớn đạn dược trong cuộc tấn công của Ukraine vào nhà kho ở Torovets. Giám đốc Trung tâm Tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, ông Ann Kiveses, cho biết trong một cuộc họp báo rằng Ukraine đã tấn công được vào nhà kho khi một số đạn dược không được lưu trữ trong bunker. Vì lý do này, một chuỗi vụ nổ đã xảy ra. 30.000 tấn đạn nổ, tức là 750.000 quả đạn pháo. Với tốc độ chiến sự trung bình, Nga bắn 10.000 quả đạn pháo mỗi tuần. Có nghĩa đây là nguồn cung cấp đạn dược từ 2 đến 3 tháng. Hậu quả của cuộc tấn công này là Nga đã bị tổn thất về đạn dược và chúng ta sẽ thấy hậu quả của sự mất mát này ở mặt trận trong những tuần tới, ông Kiveses nói. Vào đêm ngày 18 tháng 9 tại thành phố Torovets của Nga, sau cuộc tấn công của UAV, một đám cháy đã bùng lên và đạn dược đã bắt đầu phát nổ. Các hỏa tiễn Rab S-300 và S-400 MLRS cũng như hỏa tiễn đạn đạo Iskander và KN-23 của Triều Tiên đã được cất giữ tại kho đạn ở căn cứ quân sự thành phố Torovets. Theo các nguồn tin, có hỏa tiễn dành cho tổ hợp Iskander và Tokchay-U, bom trên không và đạn pháo. Hơn 100 UAV đã được sử dụng để tấn công các nhà kho này. Hậu quả của các vụ cháy nổ ở Torovets, vùng Tver của Liên bang Nga, đã ghi nhận hơn 10 trận động đất. Hình ảnh vệ tinh đã được công bố trực tuyến xác nhận thiệt hại ở Torovets. Thưa quý vị, trong 2 năm rưỡi của cuộc chiến, Liên bang Nga giờ đây đã gần như cạn kiệt lượng xe bọc thép dự trữ. Quân đội Nga sẽ sớm gặp tình trạng thiếu xe bọc thép trầm trọng ở mặt trận. Các nhà báo đã phân tích những hình ảnh vệ tinh mới về căn cứ lưu trữ thiết bị quân sự Dashnoi ở Sakhalin. Đây là căn cứ cực đông của Bộ Quốc phòng Nga, nằm cạnh Nhật Bản, cách biên giới Ukraine hơn 7.000 km. Bất chấp khoảng cách xa cũng như những khó khăn hậu cần, quân đội Nga vẫn tìm cách di chuyển thiết bị từ đó tới Ukraine và kho chứa cách xa chiến trường nhất cũng đã trống rỗng, chỉ còn lại 43% thiết bị. Các nhà báo cho biết vào năm 2020 có 593 chiếc xe bọc thép ngoài trời tại căn cứ Dashnoi, đến tháng 10 năm 2022 còn lại 556 chiếc và tháng 5 năm 2024 còn lại 342 chiếc. Nghĩa là trong 2 năm rưỡi qua, 251 đơn vị xe bọc thép đã bị tịch thu từ căn cứ xa nhất và điều này bất chấp thực tế là không có hành lang trên bộ và cần phải sử dụng đội tàu và hàng không để vận chuyển phương tiện. Lưu ý rằng, theo Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến sáng ngày 20 tháng 9, tổng thiệt hại của Liên bang Nga về trang bị lên tới 8,7 nghìn xe tăng, hơn 17 nghìn xe chiến đấu bọc thép và hơn 18 nghìn hệ thống pháo binh, 1,1 nghìn MLRS cũng như hơn 900 hệ thống phòng không. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi kết nạp Ukraine vào NATO ngay lập tức. Ông lập luận quan điểm của mình là cần phải chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn thương vong thêm cho người Ukraine. Ông Johnson mô tả chuyến thăm của ông tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Kyiv, nơi ông gặp gỡ những người lính Ukraine bị thương. Ông lưu ý rằng, so với năm ngoái, trong số các nạn nhân, có nhiều người trẻ và phụ nữ hơn. Cuộc gặp này khiến ông phải suy nghĩ về cách đẩy nhanh chiến thắng của Ukraine. Khi bạn nhìn vào cơ thể bị cắt xén của những người lính này, bạn sẽ thấy sự trách móc khủng khiếp đối với sự chậm trễ của chúng tôi. Ông Johnson viết, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, chúng ta hãy chấm dứt điều vô nghĩa cũ kỹ về sự leo thang và cái gọi là nỗi sợ hãi khiêu khích Putin. Lập luận này đã được đưa ra ở mỗi giai đoạn trong 3 năm qua và ở mỗi giai đoạn, nó đều bị các sự kiện bác bỏ. Ông Johnson đề xuất 3 bước để giành chiến thắng cho Ukraine. Thứ nhất, trao cho Ukraine quyền sử dụng vũ khí hiện có mà không bị hạn chế. Thứ hai, xây dựng gói vay dành cho Ukraine, tương tự chương trình Lend-Lease từ Thế chiến thứ hai. Thứ ba, kết nạp Ukraine vào NATO ngay lập tức, thậm chí trước khi chiến tranh kết thúc. Ông Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống Mỹ, ủng hộ sáng kiến này.